Bonsai anh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsai anh Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 351. 351 là một cây, là một cụm cẩm thị nha. Cụm này không liền cốt nhưng cùng chung bề đất tự nhiên rất là chắc chắn luôn. Cụm này có tổng chiều rộng, chiều rộng tán là 60, cây cao 37, bầu đất là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship. Cụm này cũng đi du lịch Bắc Giang trở về nha. Là do ra ngoài đó thời điểm đó bị phong tỏa cho nên là khách không có nhận được, cho nên là bây giờ mình nó về lại và mình chăm lại nó khỏe rồi bây giờ giao lưu tiếp luôn nha. 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 352. 352 là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ lùng lực luôn nha. Cụm này rất là lực cây luôn. Đến nở lùng lực luôn, vót ngọn luôn nha. Cụm này có hoành là 117, cây cao là 38, bầu ươm là 45. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 550k bao ship luôn nha. 550k bao ship. 550k bao ship. Cây sống khỏe luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 353. 353 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, đế nở vút ngọn lùng lực luôn nha. Cây này đế trải đẹp luôn. Cây này có hòn 23, cây cao 35, bầu ươm 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. Cây này cây bonsai. Cây này dáng bonsai luôn nha. Đây. Cốt rất là đẹp. Này, đế trải nở luôn. 300k bao ship. Cây này mình làm bonsai rất là đẹp nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 354. 354 là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ. Liền cốt sống khỏe luôn nha. Có thân này thân lũ này. Thân này thân lũ, còn lại là thân sống hết luôn nha. Tổng hoành là 70, cây cao là 32, bầu ươm là 40. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship. Bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe. Dạng cụm rừng luôn nha. 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 355. 355 là một cây găng vàng sống khỏe luôn nha. Lũa thép rất là đẹp. Cốt đế cũng rất là to. Cái này về mình làm sạch lũ là ok luôn nha. Thì cây này ở phần đây là phần sống nè. Với lại thân nhỏ bên dưới đây là thân sống, còn lại là khô lũ nha. Khô lũ nè, khô lũ, khô lũ, khô lũ. Nói chung là còn lại một cái này và một cái này là thân sống. Cái này có hoành 43, cây cao là 38. Nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. Cây rất là đẹp. Cốt rất là ok luôn. bao ship. Cái này mình làm lùng lực cũng ok nha. Rồi giờ vừa xin qua cây này luôn. Găng vàng hay còn gọi là găng tu hú nha cả nhà. Rồi giờ vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 356. 356 là gồm có một cây găng vàng sống khỏe, cây quái luôn nha. Cây này thì thân sống ở đây. Ở đây ra đây là thân lũ rồi. Đây cũng vậy, thân lũ còn lại là thân sống nha. Cây này cũng lùng lực luôn.
Cây này có hoành là 20, cây cao là 22. Còn cây bên này là cây bằng lăng tím lá trung, tặng kèm nha. Cây lá trung. Cây này sống tới đây. Mặt này mặt lũa luôn nha. Đầu này là đầu khô rồi. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu 200k bao ship luôn. Một cây găng vàng và một cây bằng lăng lá trung nha. Cây này cốt cũng rất ok luôn. Cốt lùng lực luôn. Đế nở luôn nha. Đế nở luôn. Rồi cây bên này là cây tặng kèm. 200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua hai cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 357. 357 gồm có một cụm kim tiền sống khỏe và một cây bằng lăng mini nha. Cái bằng lăng mini là tặng kèm, còn giao lưu là giao lưu cái này. Cái này là cụm kim tiền, rừng trên thân, liền cốt, sống khỏe luôn nha. Cụm này có hòn là 45, cây cao 28. Hai cái này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship luôn. 200k bao ship gồm có một cụm kim tiền hay còn gọi là đồng tiền, vảy ốc, thanh ốc, sam trâu cũng là nó luôn nha. Và một cây bằng lăng tím lá nhỏ, cây mini sống khỏe luôn. Hai cây này 200k bao ship. Rồi giờ mình xin qua hai cây này luôn. Rồi giờ mình xin giao lưu kế tiếp có mã số là 358. 358 là gồm có 4 cây bằng lăng, có 3 cây bằng lăng lá nhỏ nha. Cây này thì sống ở dưới này lên đây, còn cây này là cây bằng lăng lá trung. Cây chủ này là hoành 20, hoành ngay chỗ này 20, cây cao 31. 4 cây này nhà vườn xin dọn vườn là 250k bao ship luôn nha. Sống khỏe hết luôn. Có cây chủ này lùng lực nha. $250k bao ship 4 cây này luôn, bằng lăng. Có 3 cây lá nhỏ và 1 cây lá trung. Rồi nhà vườn xin qua 4 cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 359. 359 là một cây vú bò sống khỏe luôn nha. Cây này trái ăn được. Cây này form thiên nhiên, một cốt. Hoành 11.5. Cây cao 60. Nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship về mình làm form thiên nhiên luôn. Hoặc là mình sưu tầm cây rừng có trái ăn luôn nha. 250k bao ship. Rồi giờ vườn xin qua cây này luôn. Rồi giờ vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 360. 360 là một cây sen sản, sống khỏe, rừng liền cốt luôn nha. Cụm này liền cốt, cái này về mình lên cái khay nó cũng ok luôn. Cụm này rất là già, lá nhỏ luôn nha. Tổng hoành là 470, cây cao 43, bầu ươm là 35. Cây này cũng đi du lịch Hà Nội về lại nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn. Cây này đi trúng đợt phong tỏ nên là nó không giao được nên nó về lại, bây giờ nó khỏe lại rồi. Cái này đi Hà Nội về khoảng 20 ngày á. Mà không sao, em nó khỏe lại rồi. Khỏe đều luôn. 500k bao ship. Nói chung cây đợt này đi cũng rất là rủi may. Vừa rồi mình cũng dính một số cây từ đầu tháng đi tới cuối tháng mới giao được. Nhưng mà cũng may là một số thì ổn định, còn một số thì cũng bị hao. Nhưng mà sao, mình mần lâu dài mà, nên là sẽ hỗ trợ qua lại, nên không sao cả. 500k bao ship, cây sen sản này luôn nha, tàn rin rất là đẹp. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha.